Nhà vườn Tú Chiền xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Tú Chiền Bonsai giao lưu cây kiểng trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay nhà vườn Tú Chiền giao lưu đến quý cô chú anh chị những tác phẩm như là mai chú thỉ nuôi da đen lá lớn và sam núi trái, và một cây mai chú thỉ nuôi da đen lá lớn hoành thân lớn nha quý cô chú anh chị, cốt đùi cũng lớn luôn. Thì rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị em gần xa. Địa chỉ nhà vườn ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0836465237. Số Zalo cũng là số này. Thì mở đầu clip là một cây mã số 1 là một cây mai chiếu thị nuôi da đen lá lớn nha quý cô chú anh chị. Đây quý cô chú anh chị xem cái cây mai chiếu thị nuôi da đen lá lớn này, cái hoành thân lớn nè. Nhà vườn mình cũng làm cốt đùi nó dưới tay cành nó cũng là rất là chỉnh chu nha quý cô chú anh chị. Cốt gì đi rất chỉnh. Đây xương dâm nó cũng mịn nha. Đây quý cô chú anh chị xem cái thân của nó đây. Thân của nó già, nó nu cái nào quý cô chú anh chị. Nó bị tối nha. Nó bị cháy nắng. Ừ, đứng qua đó quý cô. Đây cây nó liền lạc cây nha quý cô chú anh chị, từ dưới lên tới trên đây. Cây nó cũng dốt đọt luôn nha. Cái cây này thì nó cốt đùi đi chuẩn lắm quý cô chú anh chị. Nè. Đây cái cành phong ở sau nè, nhìn rất là đẹp nha. Thì chơi về nuôi thêm. Nó tăng giá trị. Cây này thì nữa quý cô chú anh chị chốt hàng về chơi vừa nuôi thêm nha quý cô chú anh chị. Ngay chăng cái vị trí cái lỗ này thì cái sẹo nó hơi hót vô thì nhà vườn mình chét keo vô là cho đựng động nước nha. Chứ cây thì nó lành tích 100%. Nó hơi bị cháy nắng nha quý cô chú anh chị. Thông cảm nha. Cây có chiều cao là 79. Tổng tán là 1m15 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân vị trí là 76. Đo hoành thân vị trí là nó 76. Còn tổng cái bộ đế của cây này là 1m35 nha quý cô chú anh chị. Đây đế chảy đều bốn mặt nha. Cây này thì cây rất là mạnh khỏe 100% nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị yên tâm nha. Cây này thì cái lá, bộ lá nó, của nó thì cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đây cốt cành số 1 của cây này là nó 19 cm nha. Cốt cành lớn nha quý cô chú anh chị. Còn đo hơi sát sát vào cái cờm ở trong là nó 23 cm. Còn cốt cành số 2 của cây này là nó 19 cm nha quý cô chú anh chị. Đây. Thì nó già nè quý cô chú anh chị xem nha, hình dung nha. Nè. Còn cái sẹo ở trên đọt này thì bằng hai ngón tay nha quý cô chú anh chị. Cầm cái đầu xuống coi. Bị cháy nắng. À. Thẹo ok, bao đó. Hàng. Cái thẹo thì nhà vườn mình nó thì nó ok đi bao hàng thôi. Ok nha quý cô chú anh chị. Bao cuốn rất là mạnh này nè. Cái thịt nó đỏ luôn rồi nè. Đó. Bò lên tới đây thì nè, bò lên tới đây. Rồi, gần vô chỉ còn tí thôi. Cây mã số 1 là một cây mai chiếu thỉ nuôi da đen lá lớn.
Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 59 triệu, bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Anh chị nào ở gần thì nhà vườn mình bớt một tí nha, bớt cái tiền ship. Dạ, dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 2, là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này thì đế chải điều bốn mặt nha quý cô chú anh chị. Có thể không đáng kể bao nhiêu lần hết. Cây này thì nó ở trên đọt này còn cái sẹo không đáng kể nha, còn con tí ti nữa hả. Những cái thẹo khác thì lành hết rồi. Cây hiện tại đang trổ hoa nè quý cô chú anh chị, hoa của nó thơm lắm. Hoa thì trổ quanh năm, hết đợt này tới đợt khác nha quý cô chú anh chị. Cao cái nó 36. Cây có chiều cao là 36. Tán hàng nó 49. À, tổng cây tán là 49. Đo ngay hoành thân vị trí này nó 28 cm ạ. Cái cốt cành của cây này là nó nhiêu? 11 cm. Cốt cành là 11 cm nha quý cô chú anh chị. Xương dâm thì mịn nghe nha. Đợt này thì nữ quý cô chú anh chị chốt hàng mà về thì chơi được gỡ kẽm ra được rồi. Cây xương dâm rất là mịn nha. Hoa thơm lắm quý cô chú anh chị. Cây mã số 2 là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 3 triệu 800 ngàn, bao phí ship toàn quát ship luôn cả chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 3 là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này thì dáng lùng lực chực lắc nha. Cái này thì nhà vườn mình chỉnh sửa cũng rất là chỉnh chu rồi nè quý cô chú anh chị. Còn sẹo thì ngay trong vị trí này thì lành hết rồi nha quý cô chú anh chị. Đây cũng lành luôn. Ở trên đỉnh đọt này đây nó cũng lành rồi nha. Còn trên đây tí thôi. Còn tuốt ở trên cái đọt ở trên thì nó còn có một tí bằng đầu đũa nữa chứ gì. Cái này là mình cạp mấy cái nu thôi. Còn cạp những cái bỏ mấy vị cái trí nu. này thì mình cạp những cái nu bỏ cho nó dốt cây thôi. Chứ cây thì nó lành tích 100% nha quý Vài cô tháng chú là anh nó lành chị. hết. Cây này thì vài tháng nữa thì những cái sẹo này thì nó liền hết rồi. Chiều cao 26 cm. Cây có chiều cao là 26 cm, cây rất là lùng lực nha. Tán ngang 43. Còn tổng cái tán ngang thì nó 43. 43 nha quý cô chú anh chị. Ôi, sao mà mệt, đang nắng, nó mệt. Cái vành 30. thân vị trí này là nó 30. Tổng ngồi đế 56. Tổng cái bộ đế của cây này là nó 56, đế có chải đều nè quý cô chú anh chị. Đó, Đó, chưa kéo đế lại đâu. chải đều bốn mặt. Cây này thì nhà vườn mình chưa có ép chậu kịp nha, của nữ quý cô chú anh chị chốt hàng về mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng giá trị. Cái này mình không xếp chậu được bó bầu đi. Cây này thì nữa nhà vườn mình không có xếp chậu bó bầu cho cây nó an toàn, cái chậu này chậu Cái nhựa nhựa không? nó giòn quá rồi xếp nó cũng vỡ. Đây quý cô chú anh chị xem cái thân cây nè, nó già nó nu cây nè. Cái cành số 1 14 cm. Cốt cành số 1 là 14 cm nha quý cô chú anh chị. Cây rất là lùng lực nè. Đây, quý cô chú anh chị xem cái dàn xương của cây nha. Nó mịn nè. Cây mã số 3 là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Giao lưu đến qua quý cô chú anh chị cái giá của nó là giá xoay qua đây. Cái giá của nó là 6 triệu 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc không ship chậu ạ. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 4,
là một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó có bộ đế chải rất là làm đều nha quý cô chú anh chị, cây nó già rồi cái nè. Đây, nó có bộ đế đẹp lắm. Nó có cái cành phóng rất là duyên ạ. Cây có chiều cao là 43. Tổng tán là 60. Tổng tán là 60. Cái vành thăng vị trí này là 39 nha quý cô chú anh chị. Vành thăng 39. Tổng cái hồi đế đặc. Tổng cái bộ đế đặc của nó là 79. 79. Đế đều hết nha quý cô chú anh chị. Cây nó liền lạc cây lắm. Bạch đặc là 79. Nó nguyên cái bạch đặc của nó là 79 nha quý cô chú anh chị. Cây đang ở đường kính bầu là nó 42. Cây hiện tại đang cái đường kính bầu của cây là nó 42 ạ. À. Cốt cành số 1. Cốt cành số 1 của nó là 17 cm. Còn cái cốt cành số 2 của nó là 12 cm. Còn cái sẹo nó cái sẹo này nó có một chút này thử lý tới thịt tươi nó cuốn cái ngay chân vị trí này thì nó có cái sẹo thì nhà vườn mình xử lý xong rồi có một tí thôi nó cuốn tới đây đó, vào tới thịt tươi rồi nó cũng đang bo cuốn rất mạnh nha quý cô chú anh chị, nó cuốn đầy đó nữa, vài tháng nữa thì nó bo cuốn nó bằng lại hả. Cây mai chiếu thủy nuôi da đen thì nó mau cuốn mau liền sẹo lắm quý cô chú anh chị. Còn ở trên đỉnh đọt này thì cái sẹo của nó thì bằng cái đầu ngón tay hàng nhân quý cô chú anh chị, chỉ vào thôi. Cây nó già cây kia nè. Rồi nó. Cây mã số 4 là cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 9 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ, xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 5, là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn nữa nha quý cô chú anh chị. Những cây này, cái bộ đế nào nó cũng rất là duyên nha. Đế chảy đều coi nè. Cao cây là 32. Cây có chiều cao là 32. Tán lá 54. Tổng tán là 54. Hoành thân này 34 chỗ eo. Hoành thân ngay chân vị trí eo này nè là nó 34 ạ. À. Còn đo hơi nè nở nở xuống dưới là nó 42. Còn tổng cái bộ đế đặc của nó là 61 ạ. Xương dâm cũng mịn nha nha quý cô chú anh chị. Cái nào. Cốt cành số 1 của cây này thì nó 16 cm. 16 cm. Đây, cốt cành số 1 16 cm. Còn cái thẹo này hai ngón tay. Còn cái sẹo ở trên đỉnh đọt này thì mà bằng hai cái ngón tay nha quý cô chú anh chị. Nó cũng tới tới thịt đỏ cũng đang bo cuốn rồi nè. Đang xì nhựa ở giữa này mau lành lắm. Đang xì nhựa ngay chân chính giữa thì nó mau lành lắm. Chốt xong rồi mình dán cái bạc thử lý nữa cái sẹo ở trên đỉnh đọt này nữa quý cô chú anh chị có chốt hàng thì nữa nhà vườn mình dán cái tấm giấy bạc này vào đừng cho nó mau cuốn nha quý cô chú anh chị đó, mà để như gì đừng cho quý cô chú anh chị xem cái sẹo cho nó rõ.
cây mãi số 5 là một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 9 triệu đồng. Bao phí ship toàn quốc ship luôn cả chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 6 là cây sam núi trái nha quý cô chú anh chị. Cây sam núi trái này là sam núi trái xù nha. Nhìn cái bộ đế của nó xù ra nè quý cô chú anh chị. Đó. Cây này thì nó xương dâm rất là mịn rồi nha. Cây hiện tại cũng đang mang trái nha quý cô chú anh chị. Trái của nó to to, to như vậy nè. Còn những cái chùm kia thì nhỏ nhỏ thì nó đang mang trái non nha. Đây xù nó ra tới cành nè quý cô chú anh chị. Đây cây này thì nó có trái nhiều lắm rồi, nó chín rồi nó rụng bớt rồi, còn chỉ có vài đùm thôi. Rồi, trái quanh năm nha quý cô chú anh chị. Nó hết đợt này nó chuyển tới đợt khác hả? Đây quý cô chú anh chị xem cái thân của nó nè, nó co lắc lượng rất là duyên nha quý cô chú anh chị. Đó, nó xù ra tới cành ở ngoài luôn rồi nè. Đó. Cây nó già lắm. Nhà vườn mình nuôi trong cái dốt này nó cũng lâu rồi cho nên nó cây nó già cây. Đây quý cô chú anh chị xem cái mặt sau của cây này nha. Đây cái đường thân của nó nè quý cô chú anh chị. Đó, chùm những cái chùm trái non của nó đây. Nó ra hết đợt này nó truyền tới đợt khác. Trái quanh năm. Cây có chiều cao là 28. Tổng cái tán đổ như gì thì nó 82 nha quý cô chú anh chị. Đồ cái hoành thân vị trí này là nó 25. Nó 25 nha quý cô chú anh chị. Đó, đo ngay chân, còn cái độ sởm của cái rễ này thì nó 13 cm. Đây. Rễ nó lực cái nào quý cô chú anh chị mà nó đều nữa. Nó rồi nó ăn sâu ở dưới lắm. Nữa quý cô chú anh chị mua cái chậu đẹp ép vào khai thác đế lên cho nó đẹp. Cây này thì nữa quý cô chú anh chị khai thác đế rồi ép vào cái chậu đẹp thì cây nó cực kỳ đẹp nha. Xương dâm nó cũng mịn nha. Cây mã số 6 là cây sam núi trái xù. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 3.500.000. Bao phí ship toàn quốc ạ. Cây này là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Nhà vườn Tú Chiền xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị xem kênh, đăng ký kênh và ủng hộ cho nhà vườn Tú Chiền trong thời gian qua. Nhà vườn Tú Chiền cũng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ.